đám tang nghệ sĩ trí tài, gian nghệ sĩ bần thần ngồi đợi viếng, số lượng người đến càng đông đảo chật kín cả sân. Công tác chuẩn bị cho đám tang cố nghệ sĩ trí tài đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sáng ngày 12 tháng 12, đám tang cố nghệ sĩ trí tài sẽ chính thức diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng bắt đầu từ 9 giờ đến 16 giờ. Sau đó linh cữu cố nghệ sĩ sẽ được đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục chuyển qua Mỹ. Ngay lúc này, công tác chuẩn bị tang lễ đã được sẵn sàng. Nhóm tình nguyện viên khá đông đã có mặt tại trước nhà tang lễ để làm công tác an ninh. Bên cạnh đó, theo ghi nhận tại hiện trường đã có tới hàng trăm người dân đứng chờ vào viếng cố nghệ sĩ và cũng có rất nhiều YouTuber đến sớm để quay hình. Các nghệ sĩ đã có mặt tại nhà tang lễ, vẻ mặt ai cũng đượm buồn. Đội an ninh được điều động dựng sẵn hàng rào để đảm bảo trật tự trong suốt quá trình tang lễ diễn ra. Khuôn viên khu tang lễ được trang bị hàng rào sắt và lực lượng tình nguyện viên đảm bảo an ninh dày đặc.